À, xem cái này ra cái gì. Oh! Đấy là con của CB kép này. Còn một cái con với cả con của Z97. Ngoài ra còn một con nữa không có thể hóng được là con USB, bởi đơn giản là con này là phá giáp đầu không. Của CB kép thì nói chung là con này không phải là dạng phá giáp, nhưng mà được cái thì cái độ mất dạy thì ái rồi rồi đấy. Đừng có đùa. Chết này. Time Traveler, Awakening Hero. Chờ cái này đi. Cố lên CP kép. Có lẽ hàng vẫn dậy nhé. Cố lên CP kép hàng vẫn dậy. Right. Làm từ 80% thì cũng kinh hại thật đấy. Mà chậm hơn tôi thấy việc hơn với cũng có 6C, nhưng mà chị đi tôi thì con đấy cũng là hàng gọi là hàng 4 giờ được đấy, về Việt Nam cũng sẽ có cơ hội đấy. Với CP kép còn với Z97 tôi nghĩ là không quá vượt trội, tôi có thể khẳng định luôn là không quá vượt trội. Ôi trời ơi, toàn bắp thế này luôn. Sao cô chưa vứt đi. Ở cái đậu phụ đó. Tự nhiên bấm 1-2 ngu quá. Quen đổi vũ khí bây giờ không đổi vũ khí cho nên là nó hơi buồn cười ở chỗ đó đấy. À được rồi đó. Lại full step flash bolt để cái này đi. Đấy, như vậy là vậy thôi. Tụi mua về mình à. Tiếp mắt ảo đi, con tem đi. Nếu mà vậy thì không nghe hết. Mở mới nhạc không nghe luôn. Rồi muốn chắc là do ứng dụng rồi. Nếu mà mở mới nhạc nghe thì nó có nó đâu có cái đồng thu gì đâu. Mà mở mới nhạc nghe là nó nghe. Có điều mày mày nói tao không nghe. Bính hơn. Này những bính thôi. Thì chắc do cái ứng dụng. Rồi nghe máy được rồi. Ôi. Này chơi này rồi. Nói chuyện dễ giao tiếp hơn.
anh Quân. Ok, bữa nay coi như là người điếc bữa.